Kính chào bà con cô bác, quý anh chị em, bạn bè bạn hữu gần xa. Ngày hôm nay tôi mang số cây sim này. Ở cái chỗ này là 1.000 cây sim đến cho anh khách. Và dự định của anh là sẽ trồng một cái vườn sim. Một cái vườn sim, sim nếp tím chuẩn. Và tôi đã mang đến đây và xếp ra đây cho anh. Và anh sẽ dự định trồng thành một cái khu vườn sim tím nếp. Và đi qua thì tôi thấy tình trạng này. Anh đã ươm trước đây thì anh ươm những cái cây phôi này, anh tâm sự là anh đã nhổ và vứt đi rất là nhiều. Những cái cây này nó sống 1-2 năm xong rồi nó cũng toi đi, rất là tiếc đúng không ạ? Và quay trở lại với vườn của tôi thì vườn tôi có những cái cây sim nếp tím đã ra hoa quả 3-4 vụ rồi. Và có những cái cây sim nếp tím ra hoa quả 3-4 vụ như thế này. Những cây này thì đã trong từ nhỏ trong bầu. Cho nên cái quý anh chị em chuyển về không có bất cứ cái rủi ro nào. Và theo thời gian thì nó càng ngày càng lớn. Và cây sim rừng thì nếu trong cảnh thì chơi được rất là lâu năm, rất lâu luôn, cây lâu năm mà. Và đây là những cây con, những cây con, cây giống của bên nhà tôi thì rất là nhiều, phù hợp để trồng những cái số lượng lớn ở vườn rừng đôi, tiết kiệm cái giá thành. Và đây là những cây nhự, những cây sim lùn. Cảm ơn vì đã xem hết video. Số điện thoại tôi để trên màn hình ạ.